Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu được các bạn về dự án Blockfluencer. Thì đây là bản white paper của dự án. Blockfluencer sẽ nhằm tạo ra một hệ thống phân tán trong suốt, đáng tin cậy, sinh tồn, lợi nhuận, thuận tiện cho dịch giả tự do, nhân viên và công ty. Bạn có thể sử dụng chuỗi Ethereum và các hoạt giải pháp hợp đồng thông minh bao gồm dịch giả tự do và thị trường làm việc, kỹ năng và hệ thống xác minh danh tiếng hoàn toàn phi tập trung và minh bạch trên nền tảng. Giờ đây thì đối với các dịch giả tự do, nhân viên toàn thời gian và các công ty có thể gặp không biên giới, bất kỳ ai cũng có thể kiếm tiền Blockfluencer bất kể trạng thái tuổi của bạn, cho dù bạn là một người làm việc tại nhà, sinh viên hoặc người khuyết tật hoặc cần thêm tiền. Bây giờ các công ty sẽ tiết kiệm chi phí và sự hối hả của việc thuê mướn một hệ thống xếp hạng và kỹ năng xác minh nhảy vọt. Dự án thì hoạt động như thế nào? Blockfluencer sẽ là phân cấp thị trường cho dịch giả tự do, các công ty, nhân viên sử dụng thẻ BFC và Ethereum blockchain. Vấn đề phải đối mặt bởi người tự do sẽ có 3 vấn đề chính gặp phải. Thứ nhất đó là rào cản về tiền tệ. Khi một freelancer được thuê cho một công việc, sau khi công việc được hoàn thành, luôn có một vấn đề tiền tệ xuyên biên giới giống như hầu hết các nền tảng freelancer khác. Như họ sẽ chỉ thực hiện các quy định cho việc trả tiền tự do sử dụng thẻ tín dụng và PayPal. Trong đó hầu hết các nước thuộc thế giới thứ ba bị hạn chế bởi PayPal và một số dịch giả tự do có thể không có quyền truy cập vào các ngân hàng. Thứ hai đó là phần thiếu tiếp cận để có được dòng chảy công việc thường xuyên. Hầu hết các dịch giả tự do sẵn sàng làm việc nhưng đã bị cản trở bởi một nền tảng có uy tín, nơi có thể có được công việc ổn định. Thứ ba đó là rào cản về vị trí và ngôn ngữ. Hầu hết các vấn đề thường gặp phải đó là rào cản ngôn ngữ, là một người Trung Quốc không thể giao tiếp với tiếng Việt hoặc ngược lại. Giải pháp của dự án đưa ra. Với Blockfluencer được tạo ra để có thể hỗ trợ. Thứ nhất là có các nhà tự do, nhân viên được công việc nhanh chóng với tổng số minh bạch được cung cấp bằng cách sử dụng công nghệ blockchain. Thứ hai như là sử dụng lao động công ty để đánh giá hàng triệu ứng viên sử dụng hệ thống danh tiếng để quyết định người nộp đơn nào nó tốt cho công việc. Thứ ba đó là giảm chi phí cho mỗi thuê sử dụng thẻ BFC blockchain, sử dụng công nghệ blockchain để thực thi. Hệ thống danh tiếng, hệ thống ngang hàng cho nhà tuyển dụng dịch giả tự do, giúp cho công việc có thể truy cập toàn cầu đối với bất kỳ ai thuộc bất kỳ lớp hoặc là nhân viên toàn thời gian hoặc freelancer. BFC token sẽ là mã thông báo mã hóa cho dịch giả tự do và nhân viên. Nó sẽ là tiền tệ cho các giao dịch trong hệ sinh thái Blockfluencer, nhưng không giới hạn ở thẻ có thể được sử dụng trong thực tế. Công ty sẽ thanh toán bằng mã BFC để thuê nhân viên hoặc dịch giả tự do. Các nhà tự do thì có thể kiếm được hàng triệu công việc từ Blockfluencer và cung cấp cho các công ty, cung cấp cho các nhà tuyển dụng tổng số tiền để mở hời và lựa chọn ưu đãi tốt nhất từ cả giá cả thầu. Hợp đồng thông minh sẽ tạo ra một con đường minh bạch xác minh của nhân viên để xác nhận kỹ năng của họ, số công việc thực hiện thành công và xác nhận. Dự án thì sẽ có ứng dụng di động. Các thiết bị khác nhau sẽ tương thích với Blockfluencer. Với công nghệ biến đổi, bắt đầu từ kiếm tiền từ kỹ năng của bạn với tốc độ linh hoạt hơn, tìm kiếm hàng triệu công việc từ thiết bị của bạn. Bạn có thể nhận thông báo tức thời về công việc và cuộc hẹn trên thiết bị của bạn và thuê nhân viên liền mạch. Bạn có thể rất là lợi ích trong việc tiết kiệm thời gian chi phí trong việc tuyển người. Đây phần dự án sẽ làm việc như thế nào? Tiếp theo sẽ đến thông tin về token BFC, BFC token. Đây là phần phân phối số lượng token. Sẽ có đó là 59% cho đợt đầu tư, 11% cho chương trình thưởng, 3% cho cố vấn, 17% cho đội ngũ và 10% cho hoạt động công ty. Dưới đây đó là bảng giữa từng đợt huy động vốn. Đợt private sale huy động 4 triệu BFC với giá 0,09 đô, bạn sẽ được bonus 40%. Đợt public sale sẽ là 10 triệu BFC với giá 0,1 đô, 20% bonus và 10% giảm giá. Và đối với đợt bán công khai càng lâu thì giá càng tăng thay đổi 0,5 đô
bonus sẽ chỉ 5% và 1% giá. Đây là thông tin chung về The Token. Tổng cung cấp sẽ là 100 triệu BFC, bán sẽ là 59 triệu BFC. Short cap của dự án này là 1 triệu 360 nghìn đô. Hết cap sẽ là 17 triệu 860 nghìn đô. Số lượng token không được bán sẽ bị đốt cháy. Để phần phân phối số tiền huy động được, sẽ có 50% dành để xây dựng hệ thống, 35% cho marketing, 5% cho đội ngũ, 5% cho đối tác và 5% cho market. Dự án này thì bắt buộc sẽ yêu cầu KYC. Thì đây đó là roadmap của dự án, lộ trình. Đây là thông tin về đội ngũ của dự án. Đồng sáng lập và kiêm CEO của dự án đó là ông Arvind Arevalo, ông Sinway Roy phụ trách PR, cô Apira Arevalo phụ trách về chăm sóc khách hàng và nhiều thành viên khác của đội ngũ của dự án. Trên đây đó là thông tin review về dự án Blog Freelancer bản white paper. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại các bạn dự án tiếp theo. Xin chào.